Bộ lòng xe đi yếu thế chấm 10 điểm. Sẽ có gì khác so với bộ lòng 9 điểm của nhà cung cấp cả nhà ơi? Xin chào cả nhà nhá. Đây là mình thì lòng xe đi yếu đây. Đấy, mình vừa làm lòng xong về phòng. Thế là có bạn gọi bảo là có bộ lòng em chấm 9 điểm. Đấy, bây giờ thì mình sẽ di chuyển qua để kiểm tra xem là bạn chấm 9 điểm thì mình thấy lòng xe điếu chấm lại được mấy điểm nha anh em nhá. 9 điểm nghe vậy với căng kìa. Sáng nay không biết bước chân nào ra đường mà hơi đen anh em ạ. Đấy, buổi sáng 6 giờ có anh gọi điện báo anh có bộ lòng ngon. Mình cũng xem qua video ở trên Zalo. Thế ok, thế là bảo là em sắp xếp công việc khoảng tầm nửa tiếng nữa em qua. Đấy, hùng 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 chạy qua. Đến nơi thì anh bảo anh xin lỗi anh vừa mang đồ ra ngoài thế là chị lại bán mất. Nói thật mọi người buồn ơi là buồn. May quá 8 giờ lại có em gọi điện bảo em có bộ lòng siêu ngon. Em chấm 9 điểm luôn. Thế là mình lại phải hục chạy ra ngay. Nghe thấy điểm 9, điểm 10 là háo hức lắm anh em ạ. Tại vì ngày xưa đi học ấy để đạt điểm 9 và đặc biệt là điểm 10 ấy thì bộ lòng đấy phải thật sự là xuất sắc. Mà em thấy lòng xe điếu lại rất thích các bộ lòng xuất sắc như vậy mọi người ạ. Đấy, bằng mọi giá sẽ phải đưa em ý về lòng chát. Đây rồi anh em ơi. Hoa hậu đây rồi, hoa hậu đây rồi. Này. Không dám nhận 10 điểm nhưng mà được 9 điểm lắm. Không ở thế nào trắng từ chân dưới luôn. Được chưa? Đây, đây. Cắt luôn nó cho gì? Đây gì đây? Biết chưa? Thích cắt là nào là chiều đoạn ý luôn. Đây em ơi. Được chưa? Nào thích cắt là nào là em cắt cho. Đây. Đây anh em vừa xem rồi nhá. Bộ lòng ấy cũng khá ngon, bạn ấy chấm 9 điểm. Bây giờ mình sẽ để cho bạn ấy xem cái bộ lòng này của mình. Thế thì đấy 10 điểm đi. Em không được 10 điểm đâu. Em điểm nhá. Để mà đạt được cái điểm 10 của em thế, lòng xe điếu sẽ phải đáp ứng đầy đủ các yếu tố sau mọi người ạ. Đầu tiên là lòng xe phải tươi, tiếp theo là dày và thứ ba là phải trắng đẹp anh em ạ. Đây, bộ này là bộ điểm 10 của mình nhá. Đây mình quay lại cái đoạn này cho anh em xem lại bộ điểm 10. Anh em xem điểm 10 và điểm 9 nó có khác nhau không? Để mà khách quan hơn ấy thì mình sẽ đem trần 9 lên nhá mọi người nhá. Đấy, nhiều bộ lòng lúc sống ấy nhìn rất là chất lượng nhưng mà sau khi mà trần 9 lên, ken sạch bột tỉa mỡ. Đây, đây là hiện trạng của bộ 9 điểm nhá anh em nhá. Anh em thấy sống và 9 nó khác nhau không? Đấy, giữa người chuyên lòng xe điếu và nhà cung cấp thi thoảng có lòng xe điếu ấy thì cách chấm điểm cũng khá là khác nhau rồi anh em nhá. Đây anh em nhìn hàng khủng này. Bộ này ấy, nói thật với anh em là rất hiếm, thi thoảng thôi. Bác nào có duyên thì sẽ được thưởng thức. Còn bộ của bạn ấy mình thấy cũng rất là ngon, trắng đẹp. Nhưng mà theo tiêu chuẩn của thế lòng xe điếu thì khoảng tầm 7 điểm rưỡi thôi cả nhà nhá. Hai đứa cũng cảm thấy bình tĩnh.